anh em. Thì đúng như hồi hôm tuần trước mình có post cái clip tâm sự của mình á, thì để trao giải cho mấy anh em á. Nhưng mà đúng ra là thứ bảy tuần trước là mình đã công bố kết quả rồi, nhưng mà do mình kẹt cái show mình đi công ty TV ở Malaysia tới thứ hai mình mới về, là mình mới về hồi tối hôm qua. Thì sáng hôm nay mình mới render, mình làm cái clip để mình post là những bạn trúng giải. Thì hiện tại là đã có 4 bạn là có chia sẻ đường link YouTube lên trên trang Facebook cá nhân, là đã có 4 bạn là có số gần đúng nhất là để trúng giải. Thì bây giờ mình sẽ công bố 4 bạn đó luôn. Còn những bạn nào mà chia sẻ, những bạn nào mà không chia sẻ nhưng mà dự đoán con số trúng luôn thì sẽ không hợp lại. Dự gì mình đã có ghi trong cái phần chú ý á, là sẽ chia sẻ lên trang cá nhân rồi chọn cái con số đúng của bạn. Mà có nhiều bạn chọn đúng nhưng mà không có chia sẻ lên trang cá nhân, không đưa cái đường link vô trong YouTube, nên là mình không có cái gì để mình xác minh được là đã chia sẻ hay chưa. Tại vì để cái tên không á thì mình sẽ không có biết được. Tại vì ví dụ đánh chữ kỳ chung đi, là đánh lên cái là tới tám chín bạn kỳ chung, mình không biết cái avatar nào, không biết tên ai, còn mình nhắc vô cũng không thấy được mình chia sẻ luôn, nên là nó rất là cần. Nên là mình sẽ chọn 4 bạn gần đúng nhất có chia sẻ cái đường link trên YouTube của mình, với lại chèn cái đường link Facebook vô trong cái comment của YouTube á, thì 4 bạn đó là sẽ được giải nha. Ok, bây giờ mình sẽ công bố kết quả của 4 bạn nè. Thì như hôm bữa mình cũng nói là mình sẽ lấy cái đại thành phố Hồ Chí Minh sổ số vào thứ bảy tuần trước, là mình làm ra cái kết quả sổ số dự đoán của anh em là ngày 2 tháng 11 năm 2019, là giải nhất là đại thành phố Hồ Chí Minh là số 66. Thì trong đó thì có 4 bạn đoán là số gần đúng nhất, nhưng mà hai bạn đoán số gần đúng nhất thì hai bạn đó không có đưa cái đường link Facebook cho mình, nên là mình sẽ không có cơ sở mình đính chính được là mấy bạn có chia sẻ cái video hay không. Nên là với lại mấy bạn chỉ có đưa cái tên Facebook thôi, mình vô mình kiếm là mình không, ví dụ tên Minh Trung, rất nhiều tên Minh Trung mình không biết cái nào là của mấy bạn, với lại mấy bạn cũng không có đưa số điện thoại để mình liên hệ nữa. Mình có comment lại ở trên YouTube nhưng mà không thấy mấy bạn trả lời, nên là mình sẽ lượt hai cái bạn mà gần đúng nhất ra. Mấy bạn có được từ đây cho tới 9 giờ sáng mai, nếu mà mấy bạn không cung cấp thông tin về cái đường link Facebook của mấy bạn cho mình để mình đính chính lại cái kết quả sổ số á, thì coi như là mình sẽ loại bỏ hai cái giải đó. Mình sẽ đôn cái giải 3 với lại giải 4 lên thành hai giải nhất, còn hai giải kia mình sẽ lấy là hai bạn gần đúng thứ nhì để đôn lên thành giải 3 với giải 4. Nhưng mà có chia sẻ đường link YouTube của mình qua bên trên trang cá nhân. Ok, thì trước mắt là bạn giải 3 thì là bạn Phong Nguyễn, là mình đã có liên hệ với lại bạn rồi, là bạn là được giải 3. Có số điện thoại chia gặp cho mình số điện thoại rồi, mình đã liên hệ và cũng đã có là chia sẻ đường link Facebook mà mình vô mình đã xác nhận ok chính xác. Thì trước mắt là bạn Phong Nguyễn là sẽ được giải 3. Nếu mà ngày mai hai bạn mà đoán số nhất nhì truy cập được cho mình cái đường link Facebook, mình kiểm tra đến chính ok, thật sự là có chia sẻ hồi hôm tuần trước, thì hai bạn đó vẫn là đường giải nhất nhì. Nếu mà hai bạn đó không 9 giờ sáng mai mà không có cấp cho mình cái thông tin đường link Facebook về cái thông số á, thì mình sẽ đôn bạn Phong Nguyễn là đang giải 3 là lên giải nhất, còn các bạn được giải 4 á là sẽ lên giải nhì ha. Rồi còn mình sau đó mình sẽ lấy hai cái số mà gần đúng kế tiếp có chia sẻ được lên Facebook là sẽ giải 3-4. 9 giờ sáng ngày mai mình sẽ chia sẻ lại cho mấy anh em để cho mất công. Thì mấy cái vấn đề này lúc mà mình có ghi cái phần mô tả mình cũng đã rõ, ghi là thể lực thi rồi, rồi cả phải chia sẻ, rồi đánh cái đường copy cái đường link của Facebook của mình qua bên trên cái comment ở bên YouTube để mình cho nhân viên xác minh lại là đúng là cái đường link đó là của mấy bạn hay không. Chứ mấy bạn để cái tên Facebook không á, mình cũng không có kiếm được. Nhiều khi Minh Trung mình đánh vô
Minh Trung mà không có xương hội rồi đánh một phát một mà một dọc luôn là quá trời Minh Trung luôn. Mình không biết Minh Trung là của mấy bạn hết. Nếu mà mấy bạn mà nào mà lỡ dự đoán trúng á, mà không có đúng các bước như mình nói á, thì sorry mấy bạn đó, đợi cái clip mà quay sau ha. Thì trước mắt thì mình chỉ có bạn Phong Nguyễn và bạn nào Đường Dễ Tân. Ok, trước mắt là chỉ có mới có bạn Phong Nguyễn là được giải ba thôi, còn giải một và giải nhất, giải nhì, giải tư là mấy bạn chưa cung cấp được cho mình cái đường link Facebook, nên là mình sẽ tạm ngưng tới 9 giờ sáng ngày mai. Nếu mà không có thông tin thì mình sẽ làm lại các bạn số mới là cho những bạn có đường link ha. Ok nha, để mất công mấy anh em trách móc nữa. Giờ trước mắt mình sẽ khép lại cái vật số ở đây, là trước mắt là mới có bạn Phong Nguyễn là đúng về các bước rồi, comment cái số gần đúng nhất thì mình sẽ đặt cái bạn Phong Nguyễn là được giải ba, rồi để 9 giờ sáng ngày mai coi là như thế nào thì mình sẽ công bố lại cái quả số cho nó công từ phương bên luôn ha. Rồi ok, cảm ơn mấy anh em đã theo dõi cái video của mình. Là một nữa mấy bạn nào đầu tiên trên kênh nước mình thì mình cũng xin giới thiệu mình là team Mr. Ken 789 để các bạn đang coi video hàng ngày của mình vào lúc 7 giờ trên kênh Santuna. Ok, chào tạm biệt mấy anh em.